hay mất thì mình không biết ha, nhưng ý mình nói là có những cái trang bán á, sản phẩm như thế này nè, đây không có cái mã thông số, và khi mà mình lúc đầu thì mình nhìn qua mắt thường thì mình cũng không có biết được, nhưng khi mà mình tha lên trên bề mặt da, chính mình là người sử dụng cho khách hàng, tại vì khách hàng còn á, nên mình tha lên mình cảm nhận, ủa tại sao thấy nó lạ ta, cái mùi thì vẫn là mùi xăm, nhưng khi mà tha lên da thì nó lại hoàn toàn khác nha. Đó, đây giờ mình mới lấy cái chai của mình đây, mình tháo cho cả nhà xem luôn. Cái hũ cao lạnh là dẫn tôi trên trang luôn hả? Đây, thêm cái hũ cao lạnh nữa đây. Đã có cao. Cái cao lạnh này là nguyên đai nguyên kiện của khách hàng luôn, đưa cho bên mình. Khi bên mình tháo ra sao bên mình nhìn cũng tính chất y như không khác gì cả, nhưng mà khi mà ý là mình đeo khẩu trang rồi mình nghe mùi, trời ơi, nó giống như y như cái mùi mỡ. Nhưng mà cái nắp kìa, cái nắp nó lại y như cái mùi mỡ luôn. Đây, nắp nè, pha cho một lỗ luôn nè. Còn cái này rồi nè. Cái mùi của bên đây nè, cái mùi của bên đây, cái mùi rất là thơm luôn, đúng không? Chị cho chị thử cái kia. Rồi cái mùi này ngang cái muốn sặc lên tới não luôn. Chị giá này là mua đúng không? Đúng không? Vậy người tha lên mặt dám tha không? Đấy, y như vậy luôn. Trên trang hết. Mua trên cái sàn đúng không? Chắc chắn là cái này giá sẽ rẻ hơn, đúng không? Mẹ chị cũng nói rẻ nè. Đưa cho chị bên đó coi thử coi, đưa cho chị đó coi cái mũi trong.